Lân mến chào cả nhà. Hôm nay Lân lại ra vườn thăm vườn thu hoạch xem coi vườn nhà mình có gì để mình thu hoạch ha. Lân mời cả nhà cùng đi thu hoạch với Lân cho vui nha. Con trai Lân là mua băng keo này để cho mấy con bướm nó đừng ở lại đừng ở lại mấy cây cà nè, dán vào đó vậy đó. Đây, hôm nay chắc Lân thu hoạch một ít rau muống với củ hành với lại củ dền ở đây cũng lớn nè. Giờ thôi Lân nhổ một ít củ dền ở đây đi, củ dền ở đây thu hoạch ít củ dền nhé. Củ dền lớn cả nhà, cái này ăn được rồi, còn mấy củ kia nó còn nhỏ. Đây, củ bên này cũng lớn, thu hoạch củ này luôn. Wow, hai củ, củ kia còn nhỏ, củ này nó còn nhỏ. Bên coi thì còn củ nào lớn không? Củ lớn, thu hoạch mấy củ về để mình nấu với súp, nhổ thêm ít củ cải trắng nữa. Nhỏ 4 củ luôn, nhỏ nhiêu luôn ha. Giờ Lân sẽ đi ở bên đó có cái bắp cải nè, để Lân thu hoạch cái bắp cải đó luôn, giờ mình nấu súp cho nó ngọt. Cái chín có cái chưa chín à, con tưởng nó cái chùm này nó ở dưới cho ai dè nó dính luôn. Đây cái chùm cà lá lốt ở đây có cái này, để Lân cắt luôn ít lá lốt ở đây nha, cắt cái này để Lân cắt lá lốt ở đây. Chắc này để mình dâm lại trước, chắc nó trường nó lại để cho nó lên lại cái mới sẵn, mình cắt mình dâm luôn để chậm nó dễ lên mà mình dặn mình chậm nó chậm mới mới lớn. Lòng dễ sợ mở ra lớp ở đây có trái đậu bắp đỏ nè, tao cắt luôn đậu bắp đầu mùa rồi nha, hai trái đậu bắp đỏ đỏ đây Lòng cắt luôn mấy trái này, đây được hai trái đậu bắp đỏ nha, đây được hai trái nha. Mấy trái ha, bên đây có mấy trái đậu bắp xanh nữa nè, trái đậu bắp xanh đây, được nồi canh chua ha, lá cắt mặt hà vậy nó canh chua được rồi. Đây, đây. Chung nè, chín đỏ rực nhìn ngon quá trời, nó trốn ở đây đã chưa, bỏ tương luôn ngon quá. Sủa hạt Lân nhổ một ít sủa hạt ở đây luôn, Lân cắt luôn cái trái bí ngò ở đây, có trái bí ngò lớn ở đây nè, có trái bí ngò lớn ở bố. Trái bí ngòi ơi là trái bí ngòi, thương quá. Ngon nghe chưa? Giờ cắt chỗ khác nha. Cái trái su hào bự, cái con nhỏ của su hào bự này. Ây da,
có mấy con bự quá nè, bự. Hai củ bỏ lên nhiều quá mệt quá cái nhà ơi, đang chùm bọc lại nè. Cái ngồi vàng ở đây cái nhỏ nhỏ rồi con cắt luôn cho rồi. Mấy ngày nó bị cúi mưa xuống là nó bị cúi đậu hết à. Thẳng luôn cắt mấy đợt một ơi này để cho nó lên tự khác. Đây không? Dạ, dạ, dạ. Rồi. Cắt lên bên đó đi. Nhìn ha. Cái gì mà nó mới lên lần đầu tiên á, nó ngon cái sợ luôn, nhìn nó mút mượt kìa. Hồ dừ được cành con cắt ra mấy trái dưa leo ở đây luôn cả nhà. Dưa leo mới thu hoạch mấy bữa nay trái nó lớn nữa rồi nè. Đó. Trái gì mà lớn như vậy nè, mấy trái dưa leo này chỉ có làm dưa mắm thôi. Nhanh thấy sợ nha, giờ con cắt mấy trái này luôn. Nó bự coi nè, rồi coi nè ba, bự thấy sợ luôn nha. Rồi xem cái trái nó dài mê chưa, tổng đẹp quá. Từ ngày có cái vườn thì hai vợ chồng thấy rảnh buổi trưa không có làm là hai vợ đã nghỉ trưa, mình chạy ra đây mình thu hoạch tưới nó chăm nó cưng lắm cả nhà. Ai da, xém chút xíu nữa gãy trái dưới à, lên trái non quá trời đất chứ, cưng dễ sợ luôn. Coi con quả nó ăn nó xả sụi gì, ăn nửa trái nó bỏ nửa trái gì đó, hết rồi. Đâu rồi? Ôi trái bự quá, nhìn không thấy, chạy mồ hôi chảy xuống mắt nó chảy quá. Không thấy cái này cũng thấy còn trái nữa. Mấy trái ra đậu bắp ở đây nè, không thấy luôn. Đây mấy trái đậu. Bắp cứng quá bà. Mình hái tay làm biếng đi mấy kéo cứng. Mình mấy trái đậu bắp về nấu ăn chua được. Chia còn mấy trái nữa ba. Mẹ mẹ về em đón con. Hết rồi ba. Để qua mình làm rau muống đi ba. Còn cắt một ít rau muống ở đây luôn cả nhà. Đây rau muống, nhìn ngon chưa? Cắt luôn nha. Ngon mướt không? Này bữa hổm mình chiết cho ông chồng nè. Đập từ cây, còn mũi bên kia thì đã là gieo xuống. Chiếc này lớn nhìn cái ngang đi đó, lên đẹp quá ba. Em cứ cắt ngang ngang lớn nhỏ gì cắt được vậy nha. Cho nó lên nó tốt nha. Đây nó mập không ha, cái phương đây không mập thấy sợ luôn. Thấy ham chưa,
cái này có mấy một phần học mập mập không? Cái cây ở đây để cho cái này cái nhận thức ăn. Còn hái ít lá tần về đặng chiều nấu canh chua luôn. Có đồ nêm nấu canh chua à, để không hái ít lá tần luôn. Bên kia nó lên nhiều lắm, vài bữa lông dâm trồng thêm. Rau tần này nấu canh chua là ngon lắm luôn. Gia vị quê hương của mình bên Việt Nam nhiều khi á hả không có ăn, qua bên đây tự nhiên nhà thèm muốn ăn cái này cái kia đủ thứ. Cái gia vị của Việt Nam mình, Long hái nấm này được giờ Long đi cả nhà ơi. Hôm nay Long mới vừa thu hoạch xong được một ít lá tốt nè, về để cuốn thịt bò hả cả nhà ha. Một ít hà để nấu canh chua, trái bí ngò tròn, đậu bắp xanh, đậu bắp đỏ, dưa leo, bí ngòi vàng, cà chua bi trái ngọt, mùng tơi, trái bắp cải, trái ớt chuông, rau tần để nêm canh chua, cà trái dài, một ít rau muống, sô-cô-la, cà chua bi trái ngọt, su hào trắng, su hào xanh, su hào tím, ít củ dền. Hôm nay Ron thu hoạch được bao nhiêu cả nhà ơi? Ron cảm ơn cả nhà rất là nhiều hôm nay đã đi thu hoạch cùng với Ron. Nếu yêu thích video này, cả nhà ủng hộ Ron, chia sẻ, đăng ký kênh và like giúp Ron ạ. Long cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay đã cùng Long đi thu hoạch nha. Long xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ. Long cảm ơn cả nhà.